anh. Hả? Cái gì? Có một anh bị như này. Con nào? Một anh ạ. Con là taxi như mày à? Thế à, hôm trước một con taxi cũng giống này. Hôm qua. Thế à? Đi nó cứ phành 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 thôi. Nó cứ lầy cực 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 cực. May quá quản lý ông ấy chuẩn bị cái lốp này rồi. Thằng nào nó xin rồi. Thế ông ấy là chuẩn bị sẵn rồi. Hôm qua chở hai con bé đi. Hai con bé bảo ô sao xe anh nó cứ phành phạch cái gì ấy nhỉ. Hai con bé cười lắm. Hai sáu. Mình được sở hữu nữa con 26 này thì đẹp. 26 này chất lượng cao lắm. Sau vụ tai nạn thì được mượn nó 26 này không biết là có được lấy hẳn không. Đấy. Nốt đấy. Anh em làm này, chú Tú thì mấy giờ tối chú Tú mấy giờ mà chú mới ra? 8-9 giờ mới ra. Cái ông tướng thì dậy muộn thế. Đấy, đèn pha lát sáng kia. Đây. Máy chạy kinh không? Đấy. Hay không? Dễ dàng không? Đã nó có dằm không? Nó cắm vào tay. Chưa cái nút này vá bao nhiêu phát rồi? Trời. Thảo nào nó lủi không lên. Đấy, nó vá nhiều cái kia cơ mà. Đấy, nó vá gần chục phát. Đấy. Cậu vứt đấy tí mình vứt cốp mang về giá đó. Mang về giá công ty. Đấy, vừa vào lúc mới vào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trang trí nơi đẹp nhất trong nhà. Ôi ấy buồn lúc mưa, thích nghe câu bài xưa. Chỉ nhớ vòng tay ấm mùi và ôm cô ấy thật lâu. Nước xà phòng. Đấy. Hai cây. Đấy. Hai cây ép xuống đấy. Nắp vào phát bơm được ngay. Ui. Nhìn không? Mà lỗ kia không? Tôi 2 cân 6 hay cân 7 sao đấy này, như là bằng cái lốp kia sao? À thế. Hôm qua. Hôm qua mình hấp mình lại đi cân lốp, đấy có lốp hỏng thì mình đi cân. Đấy, nắp ti tương ứng rồi. Đấy, giờ mới lại bơm lại. Đấy. Đấy. Đưa lốp vào, xong lại đưa lan xăng vào, xong lại bắn vào. Nhằng ấy xong rồi, ô kích tay rồi đấy, không biết đến bao giờ. Ồ. Đấy. Đấy, tụt xuống. Đấy. Đấy, nhằng ngay xong rồi, mình cho cái xe lốt kia vào cốp. Rồi giả tiền nợ nó xong đi. Mang cái cốp này về, mang cái này về giá nó, giá công ty. Ôi, chán lắm. Đấy, rồi. Xong. Quá đẹp. Đây là giá tiền cậu.
Mấy chục à cậu ơi? 30 30 à? Mình cảm ơn nhá.